Chào mừng các ông cùng đến với bản tin chôn bóng đá ngày 3 tháng 6. Hôm nay, Công Phượng làm lễ ăn hỏi chuẩn bị trở thành chồng người ta, bầu đức để Công Phượng ở lại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu. Mở đầu bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức nóng nhất từ vị trí Công Phượng. Bất chấp việc Hoàng Anh Gia Lai đang có lực lượng mỏng, bầu đức vẫn quyết không gọi về mà lại để Công Phượng ra đi. Theo đó, dự kiến trong vài ngày tới thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm thủ tục ra hợp đồng mượn Công Phượng từ đội bóng phố núi. Chia sẻ với truyền thông, chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Trong ít ngày nữa, chúng tôi sẽ thương thảo ra hợp đồng với Công Phượng. Mọi điều khoản trong hợp đồng cũ sẽ được giữ nguyên. Công Phượng sẽ tiếp tục chơi cho đội đến hết mùa giải 2020." Vào hồi tháng 1 năm 2020, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức trở lại V-League thi đấu khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại nửa năm hợp đồng của tiền đạo này từ đội St. Truidens. Theo những gì mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh công bố, hợp đồng của Công Phượng sẽ chính thức hết hiệu lực vào cuối tháng 6 năm 2020. Chính vì vậy mà ban lãnh đạo của đội bóng đang gấp rút lên kế hoạch để giữ chân tiền đạo xứ Nghệ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà V-League bị hoãn hơn 2 tháng và chỉ trở lại vào cuối tuần này, thời gian Công Phượng ở lại là quá ít. Vì vậy mà ban lãnh đạo đội bóng đã tích cực liên hệ để gia hạn hợp đồng ít nhất đến hết mùa giải 2020. Hiện tại thì Thành phố Hồ Chí Minh không tiết lộ số tiền sẽ phải trả cho Hoàng Anh Gia Lai để có thêm 6 tháng phục vụ của Công Phượng. Nếu phải trả một khoản khủng thì cũng là điều bình thường và nó sẽ góp phần giúp Hoàng Anh Gia Lai cải thiện nguồn kinh phí. Trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng đã có 8 trận ra sân, ghi được 3 bàn thắng và có một pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Còn hot hòn hot là hơn nữa là cái chắc. Trong hôm nay mùng 3 tháng 6, Công Phượng sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái. Thông tin không được cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ quá nhiều vì muốn giữ không gian riêng tư. Lễ hỏi của cặp đôi cũng được giấu kín với truyền thông. Được biết, bạn gái Công Phượng là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1995. Cô nàng tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của Đại học Promit vào tháng 8 năm 2019. Hiện tại thì Viên Minh đang làm việc cho công ty của gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái này chính là người đã từng dính nghi án hẹn hò với chân sút Nghệ An ở Bỉ hồi đầu năm. Cả hai bị người hâm mộ phát hiện cùng du lịch khắp châu Âu. Công Phượng và Viên Minh từng tới Hà Lan để hẹn hò. Vậy là Phượng đã không thích Hòa nữa rồi. Đây quả là một tin vui đầy bất ngờ đối với những ai yêu quý chàng cầu thủ người xứ Nghệ này. Nhiều lời chúc phúc đã được gửi đến anh. Với tin vui này thì Công Phượng sẽ sớm gia nhập hội cầu thủ có vợ cùng với những Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Duy Mạnh hay Phan Văn Đức. Thời gian trước khi sự nghiệp mới nổi, Công Phượng từng dính ồn ào khi hẹn hò với ca sĩ Hòa Minzy. Sau đó thì cả hai đã phải chia tay vì áp lực của dư luận. Từ đó đến nay, cầu thủ này rất ít kín tiếng trong việc tình cảm. Đúng như hit gần đây của Hòa Minzy, cả hai không thể cùng nhau suốt kiếp thì đành cùng người khác vậy. Kiatisak tiết lộ tham vọng trở lại với bóng đá đỉnh cao sau 3 năm vắng bóng. Vậy là sau thời gian dài nghỉ ngơi, Kiatisak Senamuang đang tìm đường trở lại băng ghế huấn luyện. Kiatisak chia sẻ, nếu có một đề nghị phù hợp thì tôi muốn trở lại làm công việc huấn luyện. Tôi có thói quen ăn uống và ngủ đều nghĩ đến bóng đá. Kiatisak bắt đầu huấn luyện từ năm 2006 với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đến năm 2017, ông chia tay công tác huấn luyện viên chuyên nghiệp để trở về làm bóng đá cộng đồng. Kiatisak từng dẫn dắt U23 Thái Lan ở giai đoạn 2013-2016 và đội tuyển Thái Lan ở giai đoạn 2014-2017. Trong sự nghiệp huấn luyện, Kiatisak đã từng giành AFF Cup 2014 và 2016, ông cũng đã giành huy chương vàng SEA Games vào năm 2013. Zico Thái Lan đã có những lời chia sẻ về dự định của mình trong thời gian tới. Tôi luôn theo dõi đến sự phát triển của bóng đá Thái Lan, tôi quan tâm đến cầu thủ từ khi còn nhỏ đến lúc họ chơi chuyên nghiệp. Tôi muốn trở lại bóng đá và giúp họ cải thiện trình độ cầu thủ. Dù làm cầu thủ hay trên cương vị huấn luyện viên thì Kiatisak luôn cho thấy tài năng đặc biệt của mình. Kiatisak từng giúp Thái Lan vào đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2018. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho rằng đội tuyển quốc gia nước này cần một huấn luyện viên ngoại để nâng tầm hơn nữa. Nhưng rất nhiều người đến và đi, chưa ai làm tốt như cựu danh thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Việc Kiatisak thường xuyên đăng tải những clip hát các ca khúc tiếng Việt, nhiều tin đồn dấy lên rằng
Nhiều tin đồn dấy lên rằng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã liên hệ để mời Zico Thái tái nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội bóng. Tuy nhiên, tin đồn này thì sau đó đã được cả đôi bên xác nhận. Di Maria có dấu hiệu bị trầm cảm và hành động không khác gì zombie. Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh mà câu lạc bộ Paris Saint-Germain không thi đấu, tại Pháp hiện cũng đang phải tuân thủ giãn cách xã hội. Điều này khiến nhiều cầu thủ chịu ảnh hưởng tiêu cực. Tờ Le Parisien đưa tin, một thành viên bộ phận y tế PSG đã báo cáo lên ban lãnh đạo về những lo lắng cho tình trạng giấc ngủ của Angel Di Maria trong thời gian cách ly và nguy hại của nó. Theo đó thì ngôi sao người Nam Mỹ có những dấu hiệu của chứng khó ngủ, cùng với đó là triệu chứng lo âu và thậm chí là suy nhược cơ thể cấp tính. Nguyên nhân của những dấu hiệu này được cho là bởi bóng đá bị đình chỉ thi đấu đột ngột. Gia đình của tiền vệ PSG đang rất lo lắng. Vợ của anh thậm chí còn chia sẻ với những người thân rằng chồng mình đang hành xử không khác gì zombie. Trước đó, cũng có một sự kiện tác động xấu tới tâm lý của Di Maria. Cô vợ của anh đã lên tiếng chê bai Manchester là người dân lạ lùng, thiếu thân thiện và đồ ăn thì tởm lợm, khiến cho đích thân thị trưởng thành phố Manchester là ông Andy Burnham nổi điên. Để phản pháo thì ông Burnham chỉ trích Di Maria không chịu dành ra dù chỉ một phút để học tiếng Anh khi còn thi đấu cho Quỷ Đỏ, dẫn đến thất bại ê chề lần thử sức tại Premier League. Nếu như gia đình Di Maria chịu cầu tiến thì mọi thứ hẳn đã khác, Burnham trả lời Daily Mail. Được nghỉ ở nhà thì rõ là sướng, thế nhưng đối với những cầu thủ chuyên nghiệp, việc không được thi đấu đã ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Theo kế hoạch thì PSG có thể bắt đầu tham dự vài trận giao hữu từ tháng 7, sau đó thì Champions League có thể quay lại vào tháng 8 và PSG sẽ được chơi tại nước ngoài. Chỉ khi đó thì tinh thần và tâm lý của các cầu thủ mới có thể được cải thiện mà thôi. Mùa giải năm nay, Di Maria là một trong những cái tên sở hữu phong độ cao và chơi ổn định nhất của PSG. Hy vọng anh sớm thoát khỏi tình trạng này và tìm lại phong độ của mình. Giờ Inter Milan, Lautaro Martinez ký bản hợp đồng 5 năm với Barca. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Lautaro Martinez sẽ ký hợp đồng 5 năm với Barcelona. Mặc dù hai câu lạc bộ chưa có quyết định chính thức, thế nhưng một thỏa thuận cá nhân được cho là đã được thông qua. Theo đó thì Lautaro Martinez sẽ kiếm được mức lương 12 triệu euro mỗi năm kèm thưởng khi đồng ý khoác áo Barca. Ở mùa giải 2019-2020, chân sút người Argentina đã ghi được 16 bàn sau 31 trận cho Inter Milan. Việc Lautaro chấp thuận sang Barca chưa đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn thuộc về đội bóng này. Lý do là Barca và Inter còn phải đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng nữa. Lautaro có điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 111 triệu euro và anh còn giao kèo với Inter tới tháng 6 năm 2023. Do tình hình tài chính khó khăn vì đại dịch Covid-19, Barca muốn dùng 60 triệu euro cộng thêm 2 cầu thủ để thuyết phục Inter nhả người. Phía Inter thì lại không chấp nhận, họ muốn ít nhất phải thu về 80 triệu euro tiền mặt kèm theo những điều khoản khác. Đội bóng xứ Catalonia coi Martinez là sự thay thế lý tưởng cho Luis Suarez. Nếu như thương vụ này diễn ra thì chắc chắn sẽ khiến Barca rất vui mừng và sung sướng, và cả các fan của họ nữa. Giải sắp đá đến nơi, trò của Pep vẫn ung dung vi phạm luật. Phil Foden khả năng cao sẽ phải nhận án phạt khi mới đây đã xé rào giãn cách xã hội để ra bãi biển đá bóng. Bức ảnh và một đoạn video ghi lại cho thấy Foden thoải mái chơi đùa trên bãi biển mà không hề giữ khoảng cách cần thiết. Tiền vệ sinh năm 2000 tự do thể hiện kỹ năng của mình trước một nhóm người ở bãi biển Formby, vùng Merseyside. Foden thậm chí còn cười toe toét chụp ảnh cùng 4 đối thủ của mình sau trận đấu. Tất cả những gì sao trẻ này đã làm đều vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội tại Anh. Các cá nhân ở Anh giờ có thể gặp nhau trong nhóm 6 người trở lại ngoài trời, song vẫn phải giữ khoảng cách. Thêm vào đó, các cầu thủ Premier League đang phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định để chuẩn bị cho giải đấu trở lại. Họ cần phải duy trì khoảng cách 2m trong mọi lúc trừ khi tập luyện. Các cầu thủ thậm chí đã được cảnh báo không đi đến những nơi không cần thiết, trừ những nơi để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Premier League sẽ trở lại vào ngày 17 tháng 6 tới đây với 2 trận, trong đó có một trận có sự tham gia của Man City khi họ tiếp đón Arsenal trên sân nhà. Việc vi phạm giãn cách xã hội khi chỉ còn hơn 2 tuần lại thi đấu
Việc vi phạm giãn cách xã hội khi chỉ còn hơn 2 tuần là thi đấu lại hứa hẹn sẽ khiến Foden chịu hình phạt từ Man City và cổng thầy Pep Guardiola nữa. Foden không phải là ngôi sao bóng đá đầu tiên của Premier League vi phạm luật cách ly chính quyền ban hành thời gian qua. Ngay ở Man City, đàn anh Kyle Walker đã từng chịu vô số chỉ trích khi tổ chức bữa tiệc thác loạn cùng bạn bè và hai cô gái tại căn hộ của mình. Tiêu điểm chôn, bóng đá thế giới cùng làn sóng chống nạn phân biệt chủng tộc. Lần đầu tiên người ta chứng kiến làn sóng chống nạn phân biệt chủng tộc lại bùng lên mạnh mẽ đến vậy. Vụ việc đau lòng xảy ra vào tuần trước, một người đàn ông da màu là Floyd đã tử vong khi bị cảnh sát bắt ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ. Vụ việc này đã được giới bóng đá hưởng ứng mạnh mẽ, tham gia vào các chiến dịch đòi lại công bằng cho Floyd. Cầu thủ người Pháp gốc Phi Mbappe đã tham gia phong trào với hashtag ngắn gọn Justice for George. Trong buổi tập mới đây của các cầu thủ Liverpool và Chelsea, họ đã mặc xen lẫn áo sân nhà, sân khách và áo tập với những màu khác nhau, tượng trưng cho nhiều màu da. Các cầu thủ đã cùng nhau quỳ gối và hướng về phía các khán đài để hưởng ứng phong trào Black Lives Matter, đòi quyền lợi cho người da đen. Đặc biệt hơn, bắt đầu từ 12 giờ ngày 2 tháng 6 theo giờ Mỹ, tức là 0 giờ ngày 3 tháng 6 theo giờ Việt Nam, hàng ngàn tài khoản Facebook, Instagram của các cầu thủ, danh thủ, ngôi sao bóng đá đã đăng tải hình ảnh màu đen hay đồng loạt chuyển sang avatar màu đen đi kèm với hashtag Blackout Tuesday. Blackout Tuesday tức là ngày thứ ba tắt đèn nhằm kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng chống nạn phân biệt chủng tộc. Trên các trang chủ của các câu lạc bộ lớn cũng truyền đi thông điệp đấu tranh đòi công bằng cho người da màu. Bằng chính sự ảnh hưởng của mình, giới bóng đá đang nêu cao tinh thần trách nhiệm đi đôi với hành động, chống bạo lực và